Xong chưa? Vô. Các bạn thân mến, mời các bạn xem trận cầu lông kinh điển giữa hai đội phía xa là Cường Nhỏ Kiều Oanh, áo trắng là Thúy Liễu. Còn bên gần ở đây, gần camera đây, phía sau là Trung Lưới, áo đen là Hồng Thắm, còn áo áo cam quần đen là Kim Anh. 3-0, tỷ số mới vừa vô chưa giới thiệu xong đội là đã là 3-0 nghiêng về đội phía xa tốt cao. Còn tôi bình luận viên Kim trọng tài 4-0, tỷ số hiện tại đang là 4-0. Nói chung là khi mà tối qua mà có đội hình thi đấu trận này, công đội hình thi đấu trận này công bố lên thì là các nhà cái đã ra kèo là nghiêng hẳn về đội phía xa, đội của Cường Nhỏ với lại Kiều Oanh Thí Liệu. Còn đội của Trung Lưới với lại Hồng Thắm Kim Anh là bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên thì cầu trong sân 5-1. Chúc. Đúng rồi. Vừa rồi Trung đã quýnh một trái vô cùng xuất sắc. Trái trong đó mà nếu mà có Hà thì đỡ được, còn Cường thì đương nhiên bó tay là chuyện rất là bình thường. Sao vậy? Có một yêu cầu nho nhỏ cho cái đội gần bên đây là phải tập trung nha. Nè, bình luận viên Kim trọng tài Kim luôn huấn viên nè, yếu điểm ở đâu Trung? Chỗ nào Trung? Càng thấp xuống càng tốt. Đúng rồi, đó phải theo sự chỉ đạo của huấn viên đấy. Vậy Kim Anh phải giao bóng ra phía sau để cho Trung nó thuận lợi đó. Trung Vinh Dương chỗ nào? Thấp xuống Trung, đừng có càng xa. Còn Trung, trời ơi, đó là lý do vì sao anh ta có biệt danh là Trung Lưới. Nếu như không như vậy thì người ta đã không. Ôi chết. Thấy là đội bên này là đánh là vô cùng lũng củng, không phải là thực lực không có, nhưng mà đều cái vấn đề nằm ở chỗ khác đấy. Quýnh đi Trung. Đúng rồi Trung, hay quá Trung ơi, quýnh luôn Trung. Còn Trung ơi, còn thôi. Đó, đây yếu điểm bên kia là gì, chỗ nào nhớ chưa? Đâu, nhỏ lại. Tốt cao, cầu tốt. Tốt cao. Áo ở đâu mà áo? Trong sáng. Biên. Đó không, nó trong biên rớt xuống là trúng người, nó văng ra ngoài nó. Công 4. 14. Quýnh đi. Nhỏ xuống ngay này thôi, đừng có quýnh ra cho ông Cường. Quýnh đi Trung, nhỏ qua đây. Ôi không được, là nhỏ qua đây, đừng quýnh ra nó, đừng quýnh nó là ác chủ bài. Cường là vừa lưới rồi. Vậy rồi Thí Liễu đã quýnh vừa lưới rồi. Đây nè, chỉ cần nhỏ thôi, vô đây. Đúng rồi, chỗ nữa. Đúng rồi, trời ơi, không chuẩn rồi. Vậy rồi áo đen đã có một ý tưởng rất hay, tuy nhiên thì cái tay nó đã không theo cái đầu. Tuy nhiên mới vừa rồi là đã sửa sai ngay tức thì. Áo đen đã sửa sai, áo đen là Hồng Thắm, ngôi sao nữ Hồng Thắm. Vừa rồi đã sửa sai bằng một pha bỏ nhỏ rất thân sâu. Trung, đừng quên ra ác chủ bài. Đừng quên ra ác chủ bài, quên hoài. Trời ơi. Đây nè, quýnh hai cái cầu trên được mà, nhẹ nhẹ quýnh tới sáng luôn. Quýnh hai cầu trên nè, vừa tầm, không quýnh mạnh. Rồi, chết rồi, thôi chết rồi. Kiểu này là không thể nào mà được rồi. Bởi vậy cho nên á, cái đội bên kia đó là tới giờ này mà điểm bao nhiêu rồi? Mới cái 6 điểm là bởi vậy nó cũng phải có lý do.
chứ không phải sao mà ít điểm như vậy. Ôi, chết. Thôi rồi, quyết liệt lên các coi, quyết liệt lên. Rồi chết nữa rồi. Sao vậy? Không cắm vậy? Bảy mấy vậy? Bảy năm, bảy mười lăm. Cố gắng lên. Trời ơi, tí nữa là vô lưới rồi, 8-15, nguy hiểm quá. Vẫn còn ăn được. Hồng Thắm, vào đây nè, đeo thuốc ở đây nè, cho chúng nó đập chứ gì. Ôi, chết, chùm lên chi. Đội hình bên kia là vừa sai sót mà vừa gọi là cái vị trí giữa các vị trí với nhau là có vẻ như là không có được hiểu ý nè. Đội bên kia chắc là phải họp lại, mỗi ngày phải uống cà phê với nhau, ăn phở với nhau, bánh cuốn gì với nhau rồi hả, nói chuyện nhiều vô chút mới hiểu nhau chứ. Không có chịu mỗi lần đi uống cà phê cái là không ai nói cái chuyện trả tiền, không ai chịu trả hết, rồi cuối cùng rồi dẫn tới là không hiểu ý nhau như vậy là thấy là không được rồi. Uống cà phê nhiều vô nha, ăn sáng rồi này nọ, còn cao cấp hơn là làm chầu nhậu vô mà hiểu nhau. Bao nhiêu rồi? Trời ơi, 7 đều rồi hả? Nghĩa là 7-17. Còn cái đội bên này thấy không? Đội bên này á là anh áo xanh đứng sau á là được gọi là sói ca cầu lông của sân này đó. Quýnh là như là các em là cứ yên tâm, có anh lo hết. Mà hả, không những vậy mà các em mà quýnh hỏng á, nhiều cái trái rất vô duyên nhưng anh cũng không la, anh chỉ cười thôi. Thì nó bởi vậy mới gọi là mất phong cách là sói ca chứ còn hả quýnh thua nhăn nhó đó, thấy không? Anh có ý kiến gì đâu? Thua là nhăn nhó rồi hả, quýnh lỗi là hả này kia nọ là đâu sao mà sói ca được đó. Rồi vậy là cuối cùng chiến thắng nó thuộc về cường nhỏ Tí Liệu với lại Kiều Quanh. Thua là trung lưới Kim Anh với lại Hồng Thắm. Ủa mấy giờ? Mấy giờ? 12 à, vô đi anh. Ủa 12 hả? Làm gian được. 12 vô đi. Trả tiền thuê ngồi xe nhá. Nhưng mà chủ tịch ơi, không quay được. Quả này đẹp nhưng mà không quay được rồi. Chạy nổi dáng bên kia rồi.
Chị nào cần việc để thì anh hét lên nha. Tắm không bao giờ anh nha. Tắm ba. Tắm là chiếc mà không bao giờ anh nha. Qua kia. Ừ đúng rồi. Ai đâu mà bỏ được. Chưa tính. 63. 63. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. À, tôi lo mình chạy theo cậu chụp lại chút mình đó. Sao các? Giờ quay chiến rồi là. Mấy rồi? Đánh thử đây rồi biết. Mấy rồi, mấy rồi, mấy rồi? 6 đều hả chị Tết? 6 đều hả? Cố lên, đội cam. 6 đều. 6 đều, chạy đi. 6 đều. Rồi, 76. Nè, tới này là 86 rồi, anh Ngọc ở đâu đều được. Đó. Đứa gì mà được. Đứa gì mà được. Nồi rán, nồi rán. Sao rồi? 87. Rồi, rồi, rồi. Ôi, leo rồi, cái leo qua rồi. Qua rồi, qua rồi. Học trước đi. Ăn đi chắc ở đó, nhưng mà đều là ăn ngon như thế nào đi chứ. Rồi, 09, 08, 09. 09. 09, 09. 09. Có lên, có lên. 2 tháng sẽ được huy chương. Ngoài. Lộn chưa? Chưa rồi. Không ngoài đâu. À đâu. Nồi rán. Trời ơi. Cái cái
chị ơi. Ây ôi trời ơi. Cũng thế. Vậy mà hơi 48. Nhẹ nhẹ dứt lên nè, dứt lên cho anh Hà đập nè. Dứt lên.